Đình Tương Hiệp tọa lạc tại đường Bùi Ngọc Thu thuộc khu phố 8 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Đình là nơi thần Thành Hoàng Bổn Cảnh cùng các bậc tiền hiền hậu hiền đã có công khai hoang mở đất, quy tụ dân chúng, tạo lập làng xã. Đình còn thờ tiến sĩ Phan Thanh Giảng, người có nhiều công lao đối với vùng đất Nam Bộ. Đình Tương Hiệp là một trong những chứng nhân cho quá trình hình thành phát triển của vùng đất và con người Thủ Dầu Một, khẳng định lịch sử định cư lâu dài của cư dân người Việt ở vùng đất này. Đình Tương Hiệp là một trong 16 ngôi đình cổ kính trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Đình có giá trị về mặt kiến trúc và tín ngưỡng tâm linh của con người và vùng đất Tương Bình Hiệp xưa, nay là phường Hiệp An. Cổng chính vào đình được xây dựng theo kiểu cổng tam quan. Các hạng mục kiến trúc từ ngoài vào trong gồm hệ thống cổng tường, bình phong điền, miễu thờ ngũ hành và sơn quan. Đình Tương Hiệp đã trải qua nhiều đợt trùng tu, sửa chữa, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính của đình làng Nam Bộ. Ngôi đình đã trở thành nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân địa phương. Đối với ban quy tế, chúng tôi sẽ, sau khi được nhận cái công nhận là bằng di tích văn hóa lịch sử, thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại lãnh đạo phường Hiệp An để gìn giữ và bảo tồn cái di tích lịch sử văn hóa của đình chúng tôi. Đình Tương Hiệp, một di tích lịch sử văn hóa được hình thành và gìn giữ trong suốt chiều dài hình thành và phát triển vùng đất Thủ Dầu Một, góp phần làm nên nét đẹp văn hóa truyền thống phong phú đa dạng, in đậm dấu ấn của từng giai đoạn lịch sử địa phương. Đình Tương Hiệp được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những di sản có giá trị văn hóa lịch sử, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đình Tương Hiệp đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hiệp An. Để từ đây tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa đình làng ở địa phương. Tham dự hội thi có 14 đội thuộc ban quý tế các đình trên địa bàn thành phố. Mỗi đội có 16 thành viên, được chia thành hai bảng, gồm bảng đơn vị có học trò lễ và bảng đơn vị chưa có học trò lễ. Hội thi diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023, với chủ đề Cầu cho quốc thái dân an. Các đội tham gia thi trình diễn nghi thức học trò lễ, nghi tế xuân, xướng lễ và đọc văn tế. Thông qua hội thi nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, là cách để người dân bày tỏ lòng tri ân đối với các vị thần đã có công bảo vệ, phù hộ xóm làng, tri ân các vị tiền hiền, hậu hiền, các anh linh liệt sĩ có công bảo vệ quê hương đất nước. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt được những kết quả nhất định. Các nội dung của phong trào được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ các nhiệm kỳ, nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng Nhân dân các cấp để làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và đều có chỉ tiêu thực hiện cụ thể theo từng năm. Phát huy những kết quả của các phong trào, các cuộc vận động, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các địa phương trong thành phố tập trung triển khai thực hiện và phát triển về chiều rộng, bề sâu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, gắn với đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, với các tiêu chí xây dựng thành phố 3-0, 4-tốt và hình ảnh người công dân 5 gương mẫu, đã được các ban ngành đoàn thể cụ thể bằng các chương trình hành động thiết thực. Thành phố có 51.975 hộ trên 52.430 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 99%. 45.799 trên 51.975 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, 2020-2022, chiếm tỷ lệ 88,2%. 118 trên 118 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Dịp này, hội nghị đã tuyên dương trao giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho 56 khu phố và 234 hộ gia đình đạt danh hiệu khu phố văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc nhiều năm liền. Hội thi được chia thành hai bảng tương ứng với độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi và độ tuổi từ 31 đến 40 tuổi, chia thành hai vòng dự thi gồm vòng loại và vòng chung kết. Ở vòng loại, thí sinh tự quay một đoạn clip thời gian từ 3 đến 5 phút với nội dung trình diễn kỹ năng catwalk, trang phục áo dài tự chọn và tự giới thiệu bản thân. Sau khi được chọn vào vòng chung kết, các thí sinh phải tham gia đủ hai phần thi gồm trang phục áo dài truyền thống và trang phục đầm dạ hội. Ban tổ chức sẽ chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để tham gia thi phần ứng xử.
Hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp và chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời động viên khích lệ cán bộ hội viên phụ nữ trong việc xây dựng và hoàn thiện những phẩm chất chuẩn mực đạo đức, sự đảm đang, tài năng của bản thân để xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, phát huy truyền thống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tuần lễ văn hóa ẩm thực đất thủ năm 2023. Tuần lễ văn hóa ẩm thực đất thủ diễn ra từ ngày 26 tháng 8 năm 2023 đến ngày 2 tháng 9 năm 2023, thu hút 54 gian hàng của các tổ chức, chi hội đầu bếp chuyên nghiệp, các cá nhân kinh doanh ẩm thực, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, kinh doanh sản vật địa phương, gốm sứ, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giới thiệu các sản phẩm, món ăn đặc sắc và quảng bá thương hiệu của mình đến du khách trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Các hoạt động chính của tuần lễ văn hóa ẩm thực đất thủ bao gồm gian hàng ẩm thực trưng bày và bán các món ăn thức uống, gian hàng trưng bày giới thiệu bán các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm, chương trình biểu diễn chế biến thực phẩm, chương trình đêm tiệc thời trang bản sắc đất thủ tôn vinh bản sắc văn hóa Việt, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một năm 2023. Nhằm tôn vinh bản sắc Việt và nhấn mạnh mục tiêu phát triển sân chơi về thời trang theo hướng chuyên nghiệp, chương trình đêm tiệc thời trang bản sắc đất thủ tôn vinh bản sắc văn hóa Việt do phường Hiệp Thành tổ chức với 3 bộ sưu tập trong chương trình bản sắc đất thủ, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc Việt cũng như nhấn mạnh mục tiêu phát triển của thành phố Thủ Dầu Một. Hiện thành phố đang tập trung nâng tầm sân chơi về thời trang theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ về văn hóa, thời trang du lịch, quảng bá về hình ảnh của thành phố. Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 26 năm Bình Dương xây dựng và phát triển 1 tháng 1 năm 1997, 1 tháng 1 năm 2023 và chào mừng Tết Dương lịch 2023. Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 26 năm Bình Dương xây dựng và phát triển và chào mừng Tết Dương lịch 2023 diễn ra tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Phú Cường, diễn ra lễ khai mạc chương trình chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với sự huy động và tham gia của cả hệ thống chính trị của thành phố đến cơ sở, nhằm tạo không gian văn hóa đặc trưng của thành phố với mục đích phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong những ngày đầu năm mới. Chương trình khai mạc với nhiều hoạt động biểu diễn đặc sắc như hội thi thiết kế khung cảnh và gian hàng ẩm thực, giới thiệu và phục vụ các món ăn truyền thống của thành phố với chủ đề Không gian Thủ Dầu Một xưa, tổ chức trưng bày sách, triển lãm tranh, heo đất vẽ của các em học sinh từ các cuộc thi, biểu diễn trống hội và lân sư rồng, chương trình văn nghệ hát bolero với chủ đề Tình khúc mùa hẹn, trình diễn áo dài truyền thống, bộ sưu tập theo chủ đề Không gian xưa, chủ đề Áo dài xưa, trình diễn võ thuật và biểu diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp chào xuân. Đây là những hoạt động văn hóa văn nghệ rất thiết thực, là món ăn tinh thần đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Chương trình nghệ thuật Thủ Dầu Một khúc hát trên sông, thành phố Thủ Dầu Một năm 2023. Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn võ thuật lân sư rồng và đặc biệt lần đầu tiên thành phố Thủ Dầu Một tổ chức trình diễn văn nghệ ở sân khấu cầu phao trên sông Bạch Đằng, một hình thức trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc. Đông đảo nhân dân đã đến tham dự và thưởng thức các tiết mục được các nghệ nhân trình diễn như ca cổ, cải lương, tân nhạc, ca khúc mang âm hưởng dân ca, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Thủ Dầu Một Bình Dương. Các hoạt động được tổ chức nhằm góp phần thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị do thành ủy phát động, phát huy tốt tiềm năng lợi thế về tự nhiên, cảnh quan dọc sông Bạch Đằng, kết hợp phố đi bộ, chợ đêm, tạo ra không gian văn hóa, không gian đi bộ thưởng thức nghệ thuật cho người dân và du khách đến tham quan, đồng thời giới thiệu truyền thống văn hóa địa phương, các thành tựu kinh tế xã hội của thành phố và tạo không khí vui tươi phấn khởi đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Cũng trong trưa và chiều tối ngày 8 tháng 1, các phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, phố hàng rong, phiên chợ không đồng, trao tặng quà Tết cho người dân khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023. Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Thủ Dầu Một, tháng 8 năm 1948, tháng 8 năm 2023, kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023.
Bốn công trình được khánh thành và công bố khởi công gồm khánh thành công trình nâng cấp mở rộng đường Phan Đăng Lưu, đoạn từ ngã tư Võ Cái đến chợ Bến Thế ra bờ bao sông Sài Gòn, công trình trường tiểu học Định Hòa 2, trường trung học cơ sở Phú Hòa 2 và công bố khởi công dự án cải tạo nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Trong đó, công trình nâng cấp mở rộng đường Phan Đăng Lưu có tổng chiều dài tuyến 1.577m với tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng. Đến nay, qua gần 3 năm triển khai thi công, công trình đã hoàn thành kịp tiến độ chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của địa phương và đất nước. Đối với công trình trường tiểu học Định Hòa 2, được xây dựng trên diện tích hơn 11.000m2 gồm 4 tầng, 33 phòng học, 15 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ, đảm bảo việc học tập cho hơn 1.000 học sinh. Công trình trường trung học cơ sở Phú Hòa 2 được xây dựng trên diện tích hơn 23.000m2, được xây dựng 5 tầng với 46 phòng học, 12 phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác, đảm bảo nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh. Về dự án cải tạo nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, chuẩn bị khởi công. Đây là công trình cấp 3 được định hướng là một trong những trường thuộc danh mục trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia của tỉnh. Công trình có tổng diện tích hơn 11.000m2, cải tạo các khối nhà hiện hữu, xây dựng mới khối nhà lớp học 5 tầng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ. Tổng dự toán công trình 89 tỷ 923 triệu đồng, thời gian thi công 370 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2024. Những công trình được khánh thành và công bố khởi công hôm nay hết sức ý nghĩa, chào mừng quốc khánh và đáp ứng tốt nhu cầu của địa phương trên các lĩnh vực giao thông, giáo dục. Đã tổ chức lễ trao giải các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thủ Dầu Một, sáng tác biểu trưng Thủ Dầu Một, cuộc thi nhiếp ảnh thời sự nghệ thuật, sáng tác ca khúc tân cổ cổ nhạc tác phẩm về thành phố Thủ Dầu Một. Các cuộc thi được phát động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 năm 2023, kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Thủ Dầu Một tháng 8 năm 1948, tháng 8 năm 2023. Sau thời gian phát động, các cuộc thi đã thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực và đạt được những kết quả cao. Các tác phẩm tham gia dự thi đều có sự chuẩn bị đầu tư chu đáo, chỉnh chu và đầy tâm huyết của tác giả. Trong đó đặc biệt là cuộc thi sáng tác biểu trưng thành phố Thủ Dầu Một đã được ban tổ chức trưng cầu ý kiến của nhân dân trên địa bàn. Kết quả, ban tổ chức đã trao 8 giải tập thể, 40 giải cá nhân thi viết và thi trực tuyến cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thủ Dầu Một, trao 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích cuộc thi sáng tác biểu trưng thành phố Thủ Dầu Một và nhiều giải khác cho những tác giả có tác phẩm xuất sắc trong các cuộc thi. Giải đua thuyền truyền thống mở rộng thành phố Thủ Dầu Một có sự tham gia thi đấu của 11 đội trên địa bàn thành phố và các huyện, thị xã, thành phố lân cận. Các đội thi đấu hai cự ly, gồm cự ly 500m và 2000m đường trường. Thông qua đó nhằm tạo sân chơi giải trí cho nhân dân trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân, đồng thời lồng ghép tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn của dân tộc, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song song đó, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao, duy trì phong trào tập luyện và thi đấu môn đua thuyền truyền thống trong quần chúng nhân dân. Điểm lại những sự kiện thành tựu của ngành văn hóa trong năm 2023 để tạo tiền đề, làm động lực cho ngành tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn thách thức, tập trung cao độ, phát huy tính năng động sáng tạo, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của ngành trong năm 2024, góp phần cùng thành phố Thủ Dầu Một thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đề ra, phấn đấu xây dựng thành phố phát triển bền vững, xứng tầm là đô thị loại 1, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Bình Dương.